Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 8, trang 80-81. Tập đọc trước cổng trời. Giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có xóa hoảng mây trôi cổng trời trên mặt đất. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, con thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối, giữa muốt ngàn cây trái, dọc bùn rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chịu như hơi khói. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhẹt ngựa rung, suốt triền rừng hoang dã, người Tày từ khắp ngã, đi gặt lúa trồng rau, những người giấy người dao, đi tìm măng hái nấm. Vạt áo chàng thấp thoáng, nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi suối reo, ấm giữa rừng sương giá. Nguyễn Đình Ánh. Thì các em đã vừa theo dõi bài thơ À Trước Cổng Trời. Thì sau đây các em sẽ theo dõi phần giải thích từ. Giải thích từ thì hôm nay có là từ nguyên sơ là vẫn còn nguyên cái vẻ đẹp tự nhiên như lúc ban đầu. Vạt nương là mảnh đất trồng trọt trải dài trên đồi núi. Triền là dải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi. Sương giá là sương lạnh buốt vào mùa đông. Rồi bây giờ các em sẽ vào phần trả lời câu hỏi. Câu 1. Vì sao địa điểm tả trong bài thơ được gọi là cổng trời? Thì để trả lời câu hỏi câu số 1 này, các em hãy đọc lại khẩu thơ đầu của bài thơ và các em sẽ giải thích. Giữa hai bên vách đá mở ra một cổng trời, có gió thoảng mây trôi cổng trời trên mặt đất. Thì các em thấy địa điểm trong bài thơ được gọi là cổng trời vì đó là một đèo cao giữa hai bên vách đá. Từ đỉnh đèo thì có thể nhìn thấy một khoảng trời, thấy một khoảng trời lộ ra, có mây bay, có mây trôi, có gió thoảng, tạo cảm giác như đó là cổng để đi lên trời. Như vậy ở câu số 1 này các em sẽ trả lời như sau. Địa điểm trong bài thơ được gọi là cổng trời vì nơi đó là một đèo cao giữa hai vách đá, từ đỉnh đèo có thể nhìn thấy cả một khoảng trời lộ ra, có mây bay, có gió thoảng, tạo cảm giác như đó là cổng trời để lên trời. Rồi tiếp theo câu số 2. Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ. Thì các em sẽ đọc bài thơ và chú ý các câu thơ miêu tả về thiên nhiên và tả lại. Thì ở đây các em thấy ở đây qua cái màn sương khói huyền ảo thì cổng trời. Thì từ cổng trời nhìn ra có thể thấy một khoảng không gian bất tận với những cánh rừng xa, cánh rừng ngút ngàn cây trái và muôn ngàn sắc màu cỏ hoa. Đây, nhìn ra xa ngút ngát bao sắc màu cỏ hoa. Rồi tiếp theo nữa đó là dưới thung lũng thì có những ở đây dưới thung lũng thì lúa đã chín vàng màu mật. Rồi xa xa thì ở thác nước trắng đổ từ trên triền núi xuống thì vang vọng ngân nga như khúc nhạc của đất trời. Rồi tiếp theo nữa, bên dòng suối mát thì có đàn dê soi đáy suối, đàn dê thông dong soi bốn mình dưới đáy suối. Không gian thì thật là hoang sơ, thật là nguyên sơ, ta như bước vào cõi mơ. Như vậy ở câu số 2 này các em sẽ tả lại
Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ như sau: qua màn sương khói huyền ảo, từ cổng trời nhìn ra, có thể thấy cả một không gian bất tận với những cánh rừng ngút ngàn cây trái và muôn vàn sắc màu cỏ hoa. Dưới thung lũng thì lúa đã chín vàng màu mật ong. Xa xa, thác nước trắng đổ từ triền núi cao xuống vang vọng ngân nga như khúc nhạc của đất trời. Bên dòng suối mát thì đàn dê thong dong soi bóng mình. Không gian thật nguyên sơ, ta như bước vào cõi mơ. Rồi tiếp theo câu số 3. Trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh vật nào, vì sao? Thì để trả lời câu 3 này, các em sẽ chọn ra các cảnh vật mà mình thích nhất trong bài thơ và giải thích tại sao mà em lại thích cái cảnh này nhất. Thì đầu tiên thì các em sẽ chọn ra cảnh vật mình thích. Thì ở đây cô ví dụ như là em thích nhất cảnh vật trong đoạn thơ đầu bài thơ: giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cộng trời trên mặt đất. Thì em thích nhất cảnh vật này bởi vì đứng ở cổng trời, ngửa đầu nhìn lên, thấy khoảng không có gió thoảng mây trôi. Em có cảm giác như đang đi lên trời, bước vào một cái thế giới huyền ảo của truyện cổ tích. Rồi tiếp theo câu số 4. Điều gì đã khiến cho cánh rừng sương giá như ấm lên? Thì các em sẽ đọc lại đoạn từ những vạt nương màu mật cho đến hết. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Người Tày từ khắp ngã đi gặt lúa trồng rau, những người giấy người dao đi tìm măng hái nấm, và áo chàng thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Thì như vậy các em thấy rằng cảnh rừng sương giá như ấm lên là bởi có những hình ảnh của con người, ai nấy đều rất là bận rộn làm những công việc của mình. Người Tày thì từ khắp ngã đi gặt lúa trồng rau, còn người giấy người dao thì đi tìm măng hái nấm. Rồi tiếp theo tiếng xe ngựa, tiếng xe ngựa vang lên suốt triền miên rừng hoang dã. Rồi những cái vạt áo chàng nhuộm xanh cả nắng chiều. Thì như vậy ở đây những điều này đã khiến cho cảnh rừng sương giá như ấm lên. Như vậy ở câu số 4, các em sẽ trả lời như sau: cảnh rừng sương giá như ấm lên bởi có hình ảnh con người, ai nấy đều rất bận rộn, tất bật rộn ràng vì công việc. Người Tày từ khắp các ngã đi gặt lúa trồng rau, người giấy người dao đi tìm măng hái nấm, tiếng xe ngựa vang lên suốt triền rừng hoang dã, những vạt áo chàm nhuộm xanh cả nắng chiều. Rồi tiếp theo là nội dung của bài thơ. Thì nội dung bài thơ là ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên đường thơ mộng, khoáng đạt trong lành cùng những con người chịu thương chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương. Và cuối cùng là các em sẽ học thuộc lòng những câu thơ mà em thích. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.